bạn thấy không? Các bạn đẹp. Mình cứ đặt lên vậy đi rồi mình lấy cái dĩa cho em. Nó, Sibu. Very good. Mình là sử dụng cà phê cạc noa các bạn. Đó, cái mình sử dụng chung với rong me. Nó ngon nha, giờ mình để rong me vô nha. Mình sử dụng mình vậy cái mình kẹp lại cái kẹp này, mình không có sử dụng trút ra nha các bạn, nó cứng lắm. Đây là quy trình pha cà phê của mình ha, là mình pha, mình để một tí cho nó nở cái cà phê ha, rồi bắt đầu mình mới đổ tiếp nha, chứ mình không có đổ liền hết đi. Rồi bây giờ mình đổ lần hai chính thức đậy nắp lại nha. Bên Pháp thì nó bán cái loại kem liquid và kem này nè các bạn. Nếu mình mua cái hiệu này à, vì cái hiệu này nó ngon. Nên để mình làm mà trà sữa nè, rồi mình làm trà sữa, rồi cà phê, nước sinh tố, nước kem á, cà phê. Đó, bây giờ mình trút ra đây là mình làm. Lấy cái máy này mình đánh thử ra nè. Ok không? Kem hơi bị đông rồi nè. Trời, cái mình làm trước mình đăng cái gì lên là em cũng muốn thưởng thức hết, mà ở thì không có nhiều nên thành ra không có thời gian. Sao phía này
Ngon. Sibu. Very good. Ngon không? Nó cái vị đó lạ lạ hơn. Nó lạ lạ. Ba con cuối tuần mới làm cho ba con uống lần. Ba thích lắm. Messi giờ tới phiên mình làm trong xã mình mà ông xã mình đi chưa có về, thôi mình uống trước. Chắc mình phải đóng con lên chứ. Bây giờ nay làm ly cà phê cho hai đứa con nó uống, rồi cái mình làm ly ông xã mình chưa uống thì mình uống trước. Ngon. Mình làm chân châu trà sữa cho bé gái, bé em gái nó thích lắm. Ở đây mình pha cà phê nó không có giống như cà phê của Việt Nam, thì mình sử dụng hai loại đó, cạc no với mamon. Hai cái loại đó khi pha cà phê đen ra nó mới ngon nha các bạn, nó không có chua mà nói chung tóm lại rất là cái gì nó ngon, hợp với khẩu vị Việt Nam của mình hơn. Rồi cái mình để kem whipping cream vô nè, mình đánh nó bông lên một chút, trộn tuyệt vời, các bạn thử đi, ngon lắm. Rồi mình nhưng mà ít lắm ấy. Đây là lần đầu tiên, rất là lần đầu tiên mình làm trong xã mình, rồi mình uống thôi chứ mình ít khi nào mình đổi cái gu. Thường thường mình uống cà phê sữa đen á, theo các bạn hay thấy á, thấy nó giận, con nó giận bạn gái về không? Hai đứa thương nhau là mình thấy mình nói chung là ok, mình mừng cho hai tụi nó. Con bé nó cũng dễ thương, nó cũng lễ phép, nó cho, nó tặng quà cho mình, nó cũng đưa hai tay, nói chung là nó rất thích. Thường thường ở heo quay á, để kể cho bạn nghe là hôm qua mình làm heo quay á, thì em nó thường thường là Minh Vi bữa về á, là mình làm ở đây mình đem về bển là đông đá, rồi chừng nào ăn lấy là ăn, nó đã khen ngon, nó thích rồi, nó thành ra nó thấy mình trên mạng mình làm cái gì á, lúc nào cũng coi. Hai đứa nó tối về là mệt thì cũng phải coi video của cô làm hết trơn á, đành coi đồ ăn, là nó thích món gì là nó sẽ lên list cho mình, rồi đặt cho mình làm cái gì. Nói chung là hôm qua heo quay trời ơi, được ăn lúc tươi là mình ướp rồi mình nướng lên ăn liền á, cái cảm giác chị trời ơi, chị thích, chị nói ngon quá chừng ngon luôn, cũng như là ngon hơn cái lúc mà nói chung là cũng bớt đi 10 phần, nó cũng ngon nhưng mà đã bớt đi 10 phần khi mình nướng và mình để đông đá, mình lấy ra mình nướng lại thì nó cũng đã bớt đi cái phần ngon rồi, nên thành ra hài lòng, thích lắm. Bây giờ pha cà phê cũng thích, trưa nay mình nấu hủ tiếu. Hy vọng của em nó là thích luôn. Cái này tôm nè, tôm nó được ngon nè các bạn, em còn nữa cho các bạn xem nha. Để mình rửa cái chuồng trước, mình rửa chuồng trước, mình rửa sạch rồi mình để ra ngoài mình nấu nha. Chuồng ở Việt Nam này mình mua có 5 đồng mấy ký à, không biết nay có lên không, mình quên hỏi một chút nè. Nó có sườn mà nó vừa thịt, nguyên miếng sườn vậy các bạn. Ê, mỗi lần kêu chỉ cắt giùm, kêu chỉ cắt là cắt là về, mình chỉ về mình lấy kéo mình cắt nhẹ ra thôi chứ mình không có. Chỉ có chặt vậy mà chỉ không có chặt ngang cho mình ta. Có vậy cái mình rửa sạch. Giờ mình mới biết nó là 900 gram nha các bạn, là 20 euro 50 cm á, coi như là 500 ngàn, 500 trên 500 ngàn chút. Nếu 26 thì 500 20 30 ngàn. Đó là 530 ngàn, mình mua đông đá nha các bạn, đó nó bự vậy đó, tôm càng xanh, mình thấy rõ không? Rồi
có ba cái dĩa này là lâu lắm rồi không có ăn, còn hồi đó mình có mua một lần. Còn đây đó các bạn thấy không, các bạn nó bị bánh xanh này, xanh Việt Nam này. Mình mua trong đó. Hồi xưa mình có ăn một lần, cái lúc mình mới qua chứ đi mình không có ăn nữa tới giờ luôn đó bạn. Tại cơm này mình một ký 500 ngàn thì mình thấy cũng không có đắt lắm, 20 ở đâu mình thấy không đắt thôi. Nhưng mà mỗi thứ thứ mỗi tia nên mình cũng có thể là mình chơi là mai con mình về làm nuôi cho nó. Mình bây giờ là lo nấu nướng nên thành ra mọi thứ xung quanh đều đầy đều hết đó. Còn đó rảnh gì xem cho người này người kia là để máy vậy đó, vừa nghe vừa làm vừa ngó luôn. Giờ mình xào lên mình đổ nước mình nấu ha, chứ mình không có làm cái gì không. Mọi người có những cách nấu lắm mà, để giờ mình còn làm gì không á, chứ mình cũng có niêm trước đâu nha. Mình nấu trước, nấu đồ đêm trước, nấu lâu quá, nó hầm lâu quá, nó không có tốt. Mình ngày nào gần ăn là mình mới nêm. Mình chỉ xào cho săn thịt lại thôi. Rồi mình đổ nước vô mình hầm. Đây rồi cái mình đi rửa rau. Trời sao có cái này chưa ra nè. Hay quá. Em này chưa sạch. Hiện hai đứa nó đi dạo, rồi nó đi ra ngoài kia luôn. Mình quay về là nó không có thấy mình đâu nha. Buổi sáng sớm nhà mình là chim chóc bay tùm lum đẹp, nhưng mà bị trời mưa. Cây sa ri ở xóm mình nay nở bông quá trời nhiều luôn các ông. Trời ơi, hai cây sa ri tuyệt vời. Xong rồi mình để nước vào đây các bạn. Mình hầm cái này nửa tiếng hồ được rồi. Ông xã mình không thích ăn mềm. Mình lấy nước thêm. Ok, mình thêm nước chút nữa nha. Trời mùa xuân á các bạn, nhưng mà vẫn là lạnh lắm nha. Mình ăn sáng trễ luôn á. Mình ăn mì xong quýt với ở đây kêu con kia của cái dâu á, là mứt dâu á. Mình ăn dội vàng, đang bắt cái nồi lên bếp là mình ăn cái rồi mình nấu được. Mình sờ riêng á các bạn, là giờ tập thể dục phải không, mà mình phải uống vitamin đó nha. Mình không có uống, mình không bổ sung vitamin, mình bị rụng tóc rất là nhiều nha các bạn. Mình cũng còn chút luôn á, bây giờ mình trở lại bình thường rồi đó. Không được bình thường, nó đang mọc tóc là nhiều.
nhưng nó vẫn mọc, nhưng mà nó bị rụng nhiều lắm, tại mình không có đủ, mình ăn không có không đủ chất. Tại tập thể dục á là phải uống vitamin vô, chống rụng tóc nè, vitamin bổ sung cơ thể. Lúc trước lúc đầu mình đâu biết đâu, mình bị mất sức nhiều lắm tại mình tập á, ăn không có đủ. Đi dạo anh. Đâu đâu? Ở shop. Mấy lần? Xe nào có mang không phải? 4 miếng cua hết 4 mấy lần. Ốc bằng mấy lần. Thử gì vậy? Con ấy nó chưa có ăn, nó muốn thử luôn á. Thử gì? Thử cua. Nên em mới nói để em kêu bạn ngồi chờ. À nó về kìa. Mình kêu để tôm vô luộc cái nước bị đục các bạn. Mình tính luộc ở bên ngoài cho cái nước nó trong. Bây giờ nó bị đục rồi. Ba hai miếng hả? Hai miếng hả? Sợ ba thiếu, không có lo lại. Để em gửi hành cho ba. Để em gửi hành cho. Tại vì em làm đồng loạt á. Ok, nước thì được hả? Ừ. Cái này hành cục này chắc ba để vô nó không có kịp đâu ba. Kịp phổi hả? Để thấy anh nấu lại đi, anh nấu nó đi. Để em đem rồi. Sao lấy cái muỗng dữ vậy? Muỗng to vậy, tiêu nữa. Tiêu rồi, chết. Rồi, thôi để về đi cho nó ok. Để mấy gì nhỏ thêm.
lấy cái dĩa sang một bên để mình cứ đặt lên vậy đi, rồi mình lấy cái dĩa cho em ăn đi để cho nó đẹp. Uống bia vậy? À, uống bia ra ly chứ gì. Ăn ăn chứ, nhưng mà phải cô quay phim con chút đi. Để thôi con làm ra hết mà. Cô cũng đâu có quay cô đâu. Do I put this? Yeah. Do I have to put? C'est pas beaucoup, hein? C'est les... Nó mặn thôi. What is that? It's got... What's this? Pepper. Oh, mosca. Ah. Để cho hẹ giá vô con có lấy chanh không? Không. Ba đừng để nhiều quá mặn đó ba. It's good. That's good. Do you have to put that? But I don't know if you know how to eat this. No, I don't know how to eat it. Put the soy one. Hỏi nó lấy lemon không? Lemon không? Biết ăn hẹ đâu. Lemon. Giá hả? Giá xong rồi ở dưới. I can have. Giá đó. I can have this. You sure you wanna try? Yeah, it's okay. Good day. Well, good day. Tiếng Anh là gì ta? Good day. Try. Try à? Try. Yeah. And how do you eat it? Try. Leave it. Rồi, đi ăn đi, chị hai. Chưa. Hãy cầm mong nó ăn cái gì đó. Ngon ba, vừa ăn không? Ngon rồi. Mì em nghĩ là mềm đó. Phải không? Ừ. Thấy chưa, nó không thể nào ăn cái này được đó, nó rất là dở. Vì ba quên hoài à. Mì kia nó giòn hơn, nó dai, nó ngon hơn. Em luộc không lâu lắm đó. Sao bà không? Xong cá kêu nè. Like all the beautiful.